Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả Hacom. Và trong buổi livestream tuần trước, có một bạn đưa ra một câu hỏi khiến cho mình phải suy nghĩ. Tại sao các nhà sản xuất laptop đưa chiếc CPU cao cấp của họ ghép kèm với cả một chiếc GPU tầm trung? Và để tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, mình đã sử dụng thiết bị này. Đó chính là chiếc laptop Roger Strix G14. Em này G16 anh em ạ. Và hãy cùng bắt đầu video nhé. Thì đây là em laptop Asus ROG Strix G16 phiên bản 2023 với cấu hình cực kỳ là cao. Em nó sẽ có đó chính là i7-13650HX cộng với cả 16GB, có tổng cộng là 6xP, 8xE, một con số cực kỳ ấn tượng. Ngoài ra thì em này sẽ còn có một chiếc màn hình 2K cùng với tần số quét 240Hz nữa. Ổ cứng thì 512GB, nhưng có một thứ khiến cho nhiều người cảm thấy hơi lo lắng, đó chính là chiếc cảm ảnh của nó. Em này bao gồm đó chính là 4060 và chỉ cao nhất là 4070 ở trong gọi là lineup này thôi. Vậy thì tại sao nhỉ? Tại sao không có chiếc laptop nào có CPU cao cấp với một chiếc cảm ảnh cao cấp? Nói đây nghe có vẻ hơi lạ đúng không? Vì nếu mà anh em nghĩ và anh em nhìn ra khỏi cái dòng Roger Strix G16 này thì em thấy rằng là có nhiều đấy chứ. Nhiều laptop có CPU i9, i7 đi kèm với cả các 4080, 4070. Ví dụ như là gần đây mình có làm một video về em là SCAR. Em đó là em SCAR 18 thì phải. Và nó có i9 cao nhất cộng với cả 4090 cơ mà. Vậy là có đúng không? Và có cả dòng Zephyrus Duo nữa, cũng có những cấu hình đi kèm với cả 4080 hoặc 4090. À, 4080 thôi. Thế nhưng nếu anh em nhìn kỹ đi, nhìn vào cái mức giá của nó trên góc ấy, thì phải công nhận là quá đắt đúng không? Một mức giá thực sự rất là cao, 70 triệu, 80 triệu, 90 triệu, nhiều khi là 110 triệu nữa. Vậy thì tại sao như vậy? Đơn giản anh em phải hiểu rằng CPU thì rất rẻ, khoảng cách giữa i5, i9, i7 nó không là nhiều, chỉ khoảng tầm vài triệu mà thôi. Dù là trên laptop hay là trên desktop, anh em nâng cấp từ i5 13600K lên 13700K rẻ, 13700K lên 13900K cũng không quá là đắt. Và trên laptop cũng như vậy. Nhưng khoảng cách giữa 4060, 4070, 4080 và 4090 thì lớn hơn rất nhiều. Nhiều khi là chục triệu hoặc là vài chục triệu tùy vào setup mà bạn chọn. Một con số lớn như vậy thì sẽ làm cho chúng ta bị ảnh hưởng khá nhiều tới cái ví tiền của chúng ta. Một người bình thường khó lòng mà có thể mua một chiếc laptop 100 triệu hay là 80 triệu. Bây giờ tưởng tượng đi, chiếc G16 này giảm cấu hình từ i7 xuống i5 rồi tăng từ 4060 lên 4080 nhưng giá thì 70 triệu. Liệu rằng em có mua không? Chắc chắn là không mua rồi đúng không? Khó mà có thể mua được, bởi vì 70 triệu là một con số quá lớn cho một chiếc laptop để sử dụng hàng ngày bình thường. Cái yếu tố thứ hai đó chính là yếu tố về điện. Tại sao mình lại nói về điện? Thì anh em phải hiểu nhá, khi mà anh em nhìn vào điện của CPU laptop ấy, anh em sẽ nhận thấy rằng là nó khá là giống nhau đấy. Nếu mà anh em nhìn vào trên cái bảng thông số của Intel về chiếc CPU i5 cao nhất này, i7 cao nhất này và i9 cao nhất trong thời điểm hiện tại là thế hệ 13 ấy, thì ta nhận thấy rằng là mức điện gần như là chả khác gì nhau cả. Cái thứ duy nhất khi chúng ta nâng cấp CPU lên đó chính là nhận được thêm nhân và thêm nhiệt anh em ạ. Chỉ thế thôi, nhưng cạc màn hình thì lại khác anh em nhá. Từ 4060 lên 4070 lên 4080 lên 4090 thì khác hoàn toàn. Chúng ta không chỉ thêm hiệu năng, chúng ta không chỉ thêm nhiệt mà chúng ta còn thêm về điện nữa anh em ạ. Ví dụ như chiếc 4060 trên này đây có thể boost lên tới khoảng tầm 115 hay là 120W. Nhưng nếu bây giờ anh em thay bằng 4080 và 4090 thì thực sự cái mức chênh lệch hiệu năng gần như là không quá là nhiều đến như thế. Nhưng điện thì cũng tăng là khoảng tầm 30-40W tùy vào mức setup của chúng ta. 4080 hoặc 4090 có thể boost lên tới là từ 150W cho tới là 175W. Điều đó thì dẫn tới cái việc là gì? Chúng ta sẽ tiêu tốn thêm vài watt điện nữa đúng không? Nghe thì có vẻ ít trên desktop, nhưng với laptop thì đó là một con số cực kỳ là lớn. Bởi vì anh phải biết rằng trên một chiếc laptop này 30W, 40W là một cái sự chênh lệch cực kỳ là nhiều giữa một chiếc laptop chỉ dày khoảng tầm 1,5cm và một chiếc laptop dày 2cm đấy anh em nhá. Vậy thế nên nếu bây giờ anh em nâng cấp lên 4080, 4090 thì thực sự chúng ta sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ mà mình nghĩ rằng không hề xứng đáng một chút nào cả. Về yếu tố thứ ba đó chính là về cái mức hiệu năng. Anh em nghĩ rằng mình cần nhiều hơn thế không? Bởi vì mình nghĩ rằng đa số anh em không cảm nhận thấy cái sự tức là cái sự mượt đến như thế. Mình nghĩ rằng anh em không cảm thấy sự khác biệt nhiều như thế. Mà cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là cái độ mượt khi sử dụng. Đây, mình dùng máy ở đây. Cái độ mượt của em này nó không đến từ chiếc CPU có nhiều nhân đến như thế, mà nó còn đến từ cả chiếc màn hình 2K 240Hz của nó nữa. Nhưng mà tất nhiên chơi game này cũng cực kỳ là ổn. Khi mà anh em chơi ở những tựa game AAA bây giờ ở native
Với mức setting cao nhất thì công nhận là nó không đạt đến cái mức 60 FPS như chúng ta mong chờ. Nhưng cảm ơn cái công nghệ là DLSS này với cả công nghệ frame gen nữa thì mức FPS chúng ta đã đạt được mức thoải mái hơn rất nhiều. Mà đặc biệt nhá, khi mà anh em không chơi những tựa game AAA, chơi những tựa game eSports hơn một chút thì em màn hình 240Hz này đáp ứng thoải mái luôn. Chiến CSGO, chiến Valorant thì mê ly và mượt vô cùng. Nhưng mà có nhiều anh em lại bảo rằng là em này là Roger, em này là Republic of Gamer, thế nên gaming thì phải nhiều cảm đúng không? Nhưng mà bây giờ anh em nhìn vào cấu hình đi, anh em nghĩ rằng liệu rằng chiếc máy tính này có thực sự dành cho anh em không? Có thực sự dành cho chuyên game không? Đối với mình nhá, thì mình nghĩ là không phải. Tại sao? Anh em thử nhìn lại qua cấu hình đi. i7, 14 nhân, xung boost cao, nào thì màn hình 2K, có thể phủ lên tới 100% giải màu DCP3, lại còn có cả mà màn hình RTX 4060, có AV1, hỗ trợ encoding, nào thì CUDA Core, vân vân và vân vân. Nghe cái cấu hình em này có giống như một chiếc laptop dành cho những người nào có nhu cầu làm việc lẫn cả chơi game. Ngày thì chơi làm việc, đêm thì chơi game không. Một chiếc laptop có thể phục vụ được tất cả các nhu cầu với một mức giá cực kỳ là hợp lý cho mức cấu hình và hiệu năng của nó. Đấy, vậy thì là cái cốt lõi như thế nào? Mình nghĩ rằng bây giờ lý do tại sao mà những chiếc laptop họ không đút những cấu hình quá cao vào nó, bởi vì đơn giản rằng hiện tại những cấu hình của nó đã khá là mạnh rồi, có thể đáp ứng được rất là nhiều các tác vụ từ mạnh tới nhẹ với những mức cấu hình không quá là cao. Với những tựa game mà chúng ta không cần phải với những tựa game ấy, AAA bây giờ ấy, thì chúng ta không cần phải một mức cấu hình quá mạnh, vẫn có thể hỗ trợ bởi công nghệ như là frame generation này, upscaling này, vân vân và vân vân, vẫn có thể đạt được một mức FPS thoải mái để chơi game. Đó chính là lý do sao mà những hãng như Asus họ đã đầu tư mạnh mẽ hơn vào cái cấu hình, vào cái chất lượng build, vào cái RGB, vào cái màn hình, vào vân vân và vân vân, để tăng cái khả năng trải nghiệm, tăng cái độ mượt trải nghiệm lên, chứ không phải là đầu tư quá mạnh vào cấu hình. Nhưng chúng ta vẫn có một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời trên một chiếc máy này. Dần dần cái laptop càng phải phục vụ được tất cả các công việc với một cái phương thức, một cái cỡ vừa đủ mạnh, vừa đủ nhỏ để đem đi đem lại mà không quá nặng nề cho người dùng. Và mình nghĩ rằng đó chính là lý do tại sao mà Roger Strix G16, đặc biệt với mức cấu hình này, với mức giá chỉ có khoảng tầm 40 triệu thôi, là một chiếc laptop rất tuyệt vời để anh em đem đi đem lại trong các tác vụ hàng ngày của chúng ta. Nếu mà anh hứng thú với chiếc laptop này thì mình sẽ để đường link ở dưới bên tả cho anh em nhé. Còn nếu mà anh em hứng thú với cả những mẫu laptop khác, những dòng khác, những dòng thấp hơn của Asus, ví dụ là dòng TUF, thì mình cũng sẽ để đường link ở dưới comment. Còn nếu mà anh em thấy video nào hay và giải thích được cái câu hỏi cho anh em thì có thể gọi là like và subscribe nhé. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng là anh em tại video sau.